mà bà bị đuổi về làm cái nhục cho gia đình. Thì nếu mà cái người không chịu nổi cái nhục đó thì phải làm sao? Phải đi tự tử, phải để đi tu. Ừ. Mà bà đi tu đã yên thân chưa? Đó thì quý vị thấy cái nhẫn nhục thứ nhất của bà, thấy không? Thay vì không chịu nổi thì liều mạng tự tử, bà phải ráng chịu thôi, mình cũng cam cái nhục đó để đi tu, chứ không có liều mạng dưới đi tu. Mà khi đi tu là có yên thân không? Giả là người nam vô chùa mà đẹp quá cái bị một cô mà thương, nó thương rồi mình không thương lại, mà cô lại lôi thôi cho tới có thai. Có thai tới người ta hỏi ra, làm xã hỏi ra thì lại khai sáng xã vô nói ngài. Như vậy thì có bị hàm quan không? Như vậy khi mà bị hàm quan đó, bà có đủ điều kiện để minh quan hay không? Nói bà là người nữ giả trang, nếu mà bị đánh đập á, nó không, tôi là người nữ, tôi không phải người nam, đó là họ khai quan tôi thì giải quan rồi, phải không? Mà tại sao khi đó bà không giải quan mà để ta đánh đập cái lòng tin tiểu à? Tại sao vậy? Thì trường hợp thứ hai đó, làm gì thời xưa chùa chỉ có chùa tăng mà không có chùa ni, cho nên mới giả ra người nam đi tu chùa mới chứa. Giờ nếu khai mình là người nữ thì được thả về chùa cũng đuổi về nhà đâu cho tu. Như vậy thì cái trường hợp thứ hai, nhẫn để được tu dù với cái giá nào cũng phải chịu. Trường hợp thứ nhất thì nhẫn cam chịu cái nhục để mình đi tu. Trường hợp thứ hai này, bà có đủ điều kiện để minh quan hay không? Nói bà là người nữ giả trang, nếu mà bị đánh đập á, nó không, tôi là người nữ, tôi không phải người nam, đó là họ khai quan tôi thì giải quan rồi, phải không? Mà tại sao khi đó bà không giải quan mà để ta đánh đập cái lòng tin tiểu à? Tại sao vậy? Thì trường hợp thứ hai đó, làm gì thời xưa chùa chỉ có chùa tăng mà không có chùa ni, cho nên mới giả ra người nam đi tu chùa mới chứa. Giờ nếu khai mình là người nữ thì được thả về chùa cũng đuổi về nhà đâu cho tu. Như vậy thì cái trường hợp thứ hai, nhẫn để được tu dù với cái giá nào cũng phải chịu. Trường hợp thứ nhất thì nhẫn cam chịu cái nhục để mình đi tu. Trường hợp thứ hai này, nhẫn dù cho chửi mắng đánh đập gì, hành phạt gì cũng cam chịu, miễn là chừng nào thả ra được thì chùa tu thôi, phải không? Vì sự tu mà nhẫn như vậy. Thì hai cái nhẫn này quý vị thấy dễ làm hay khó? Hơi khó rồi đó, thường mình chắc chịu không nổi rồi đó, phải không? Nhưng mà tới cái nhẫn thứ ba thì tuyệt đỉnh. Tức là bà Thị Mầu sau khi sanh đứa con thì bà Quan thì chính là đã bị nhà chùa nghi rồi, không cho ở trong chùa, cho ở ngoài cái cốc riêng. Mà khi được ở ngoài cái cốc riêng đó, thì bà kia bả sanh con đem bỏ lên trước cửa chùa, cửa thành sanh cái cốc. Thì nếu mình không có dính dáng, không có chút máu mủ gì họ thì kệ nó chết mặt nó, mình có tội lệ với mình đâu, phải không? Nhưng mà khi thấy bỏ nó nhỏ khóc que que cái ôm vô nuôi. Quý vị mới thấy, nghĩa là người ta tin rằng ngài là người nam mà bị bà kia bả khai rằng lôi thôi với bà có con, thì bây giờ muốn cho trắng án thì cái đứa con nó không liên hệ với mình thì đừng thèm món ăn nó, chết mặt nó, phải không? Không có nóng ruột. Bây giờ nó khóc qua qua cái nóng ruột ôm vô nuôi thì còn ai tin rằng ngài trong sạch nữa, phải không? Tính ông hòa thượng mà không phải nghi luôn như thường. Nó nếu mà không phải thì máu mũ của mình tội gì phải ôm nuôi. Nhưng mà ngài vẫn ôm ngài nuôi là tại vì cái gì mà ôm nuôi? Bởi vậy cho nên trong đó có câu là dù xây chín để phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người. Dù cho các chín ngôi chùa hay là xây chín ngôi tháp, không bằng cứu một mạng sống. Thà là cứu một mạng sống mà bị nhục bị khổ hơn là cất chùa, hơn là để yên ổn tu. Như vậy thì vì cái lòng từ bi của bà
mà bà Cam ôm đứa bé nuôi. Mà ôm đứa bé nuôi có dễ dàng hay không? Mà khi ôm nó mà nuôi là bị dư luận xôn xao rồi, mà không có phương tiện nuôi nữa, không có sữa tùng, không có đồ ăn, rồi phải đi xin sữa cho nó bú. Mà đi xin sữa thì khi đó người ta đã nghi cho tới đâu thì bị người ta phỉ báng, người ta hết nước trong mặt, người ta chửi tới đủ thứ hết. Mà mặt ai chửi chửi, mặt ai hết nước trong mặt thì hết, cũng cứ đi xin sữa về cho nó bú. Như vậy thì quý vị thấy cái sức khăn nhẫn tới cỡ nào, nhẫn nhục tới cỡ nào. Nhẫn như vậy là tột độ rồi, phải không? Mà mấy năm trời như vậy đứa bé nó mới lớn. Thì như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta chỉ bị người ta mắng một câu đó là mình ngủ không được rồi, phải không? Còn ngày nào cũng đi vô xóm mà xin sữa cho thằng nhỏ, ngày nào cũng bị chửi, ngày nào cũng bị mắng, mà cũng vẫn làm, an nhiên mà làm. Như vậy thì làm nuôi cho tới đứa bé khôn lớn thì cái công đức của bà cỡ nào. Lòng từ bi của bà được tròn thì cái đức nhẫn nhục bà có thiếu không? Như vậy nhờ cái đức nhẫn nhục cao tuyệt đỉnh đó cho nên mới vuông tròn được lòng từ bi, phải không? Mà lòng từ bi và đức nhẫn nhục vuông tròn rồi thì thành Phật dễ ở, cho nên liền đó thành Phật, phải không? Bây giờ quý vị tu có mau thành Phật không? Muốn không? Nhưng nếu muốn mau thành Phật thì những trường hợp như vậy mình không có thèm, không thèm minh quang, không thèm cả gì hết, chửi cứ chửi đi, cái việc tốt cứ làm, phải không? Nghĩa là biết cái điều đó là thiện, là giúp thiên hạ, là cứu chúng sinh, thì mặc ai chửi thì chửi, khen cũng mặc, chê cũng mặc, nếu dầu cho mắng thánh xả vô mặt mình, phỉ nhổ vô mặt mình, mình cũng coi thường. Vì làm được cái lòng từ bi thì phải chịu đựng cái khó, cái xấu, cái dục đó, phải không? Cái khó, cái xấu, cái dục đó mà mình chịu, mình không xà lòng, không thối chí, thì cái đạo đức mình mới là vuông tròn, phải không? Thì như vậy quý vị thấy, đi từ cái nhẫn, nhẫn ban sơ là cái nhẫn thay vì liều thân thì đi sớm đi tu, phải không? Rồi nhẫn thứ hai, thay vì vinh quang để mình khỏi bị đòn thì cam chịu đòn để mình được tu. Cái nhẫn thứ ba là nhẫn không vì cái chuyện riêng của mình mà vì một người khác, cứu một mạng chúng sinh và cam chịu dai dẳng mấy năm trời mà người ta chửi bới phỉ báng mà cam chịu. Thì như vậy đó, cái nhẫn nhục mà đáo để đó rồi mới đi đến thành công, rồi mới thành Phật. Thì qua câu chuyện đó chúng ta thấy rất là cụ thể, ai muốn thể hiện được lòng từ bi tròn vẹn đức nhẫn nhục thì người đó mới có thể vuông tròn cái từ bi, phải không? Và đức nhẫn nhục mà thiếu thì cái hạnh từ bi khó vuông tròn, mà từ bi vuông tròn, nhẫn nhục đầy đủ thì thành Phật không còn khó nữa, không còn xa nữa. Từ giờ tất cả Phật tử có người nào không muốn thành Phật không? Ai cũng muốn thành Phật hết, phải không? Mà muốn thành Phật thì sao? Có chịu nhẫn nhục không? Muốn thành Phật phải chịu nhẫn nhục thì ăn gian. Tôi là tôi ăn gian rồi, chứ không phải tôi thiệt. Mình tu thiệt là phải cái nhân như vậy thì mới được cái quả như vậy, mà mình đòi cái nhân khác mà được cái quả này không được, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ ràng những hình ảnh cụ thể cho mình biết rằng ai tu hành mà đến cái độ cao muốn viên mãn cái Phật quả đó đều phải chịu đựng những cái hết sức là đắng cay, phải không? Đắng cay mà chịu đựng nổi, không nàng, không thối chí, không phàn nàn, không thối chí, không nản lòng, đó mới có thể thực hiện được vuông tròn cái hạnh từ bi nhẫn nhục. Như vậy thì cái bài nói về nhẫn nhục mà tôi kể ở đây thì quý vị nghe thấy rằng người Phật tử chân chính nào phát tâm tu đều phải học cái hạnh này hết, phải không? Có học cái hạnh nhẫn nhục thì chúng ta mới thành một người Phật tử chân chính. Chứ còn nếu không nhẫn nhục, người ta nói một câu giá trị nặng chừng 2 cân thì mình trả lại câu giá trị nặng chừng 2 cân rưỡi thì như vậy chưa phải là tu, phải không? Nghĩa là còn bằng cũng không phải là tu nữa, huống nữa là hơn. Vì vậy cho nên chúng ta tu là phải nhẫn, nhưng nhẫn đây không phải gồng mình chịu, mà nhẫn với trí tuệ thấy đúng lẽ thật, cam bỏ những điều đó
vì không muốn ôm vào để phiền lễ, không muốn chấp chứa để rồi nó làm cho mình tổn thương đạo đức, cho nên mình bỏ đi chứ không phải gặt, phải đè xuống, bỏ qua chứ không phải đè xuống. Cũng như người ta chửi mình không thành nhẫn, không nhẫn tức là bỏ, cho nên rớt dọc đường cho xác, phải không? Còn mình bây giờ sao? Nghe người ta chửi một câu thì về ba bữa quên chưa? Chưa quên, có khi cả tháng không quên nữa. Mà nhớ hoài, bởi vậy cho nên là bỏ không được rồi cứ sân. Bữa nay trả hết thù không được, mai trả không được mốt trả. Cứ nghĩ như vậy cho nên là mình khổ rồi làm khổ lây người khác. Do đó cho nên tất cả Phật tử chúng ta, ai biết tu rồi thì phải tập cái hạnh nhẫn nhục. Vậy thì hôm nay một số Phật tử đã từng tới chùa hôm ngày mùng 1 được nghe chúng tôi chúc Tết. Có một số Phật tử chưa từng tới lúc đầu năm, hôm nay mới tới, thì sẵn hôm nay giảng cái bài nhẫn nhục này. Tôi xin chúc tất cả quý Phật tử qua cái năm Mậu Thìn này, mọi người đều hành được cái hạnh nhẫn nhục vuông tròn như Bồ Tát Quan Âm Thị Kính. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.